Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương liên quan đến đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 95 và nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu. Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho rằng đối với việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về xăng dầu, dự thảo báo cáo Bộ Công Thương đánh giá sơ bộ và đưa ra 3 phương án, đồng thời đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương lựa chọn phương án 3 để báo cáo Chính phủ. Theo đề xuất của Bộ Công Thương, phương án 3 là đối với nội dung điều hành giá xăng dầu và ra soát, hướng dẫn, tính toán các chi phí xăng dầu đưa về một đầu mối là Bộ Công Thương thực hiện. Các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu theo quy định. Về quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, cơ quan chủ trì điều hành trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, đánh giá để lựa chọn phương án cụ thể, đồng thời lấy ý kiến của các cơ quan và đối tượng chịu tác động để hoàn thiện báo cáo Chính phủ xem xét quyết định. Đối với việc tăng cường hiệu quả quản lý đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần phòng chống gian lận thương mại, tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng và chống thất thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương phối hợp nghiên cứu bổ sung quy định về việc thực hiện hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử giữa các cửa hàng xăng dầu, cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu với cơ quan thuế. Thưa quý vị, trước những lo ngại về việc thiếu hụt xăng dầu dịp Tết Nguyên đán do sự cố kỹ thuật tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự kiến trong hôm nay 12 tháng 1, Bộ Công Thương sẽ có buổi làm việc với đơn vị này nhằm kiểm tra tình hình xử lý sự cố và đưa ra giải pháp để bù đắp sản lượng xăng dầu thiếu hụt trong quý 1/2023 của nhà máy. Dự kiến đoàn công tác sẽ gồm lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thông tin về việc gặp sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác từ cuối tháng 12 năm 2022. Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã có báo cáo tới Bộ Công Thương để tiến hành khắc phục sự cố. Các phân xưởng chế biến dầu thô và phân xưởng công nghệ khác được duy trì hoạt động ở công suất thấp hơn kế hoạch trong thời gian sửa chữa. Theo nhà máy này, việc tạm dừng phân xưởng khiến cho sản xuất xăng dầu trong 10 ngày đầu của tháng 1 năm 2023 bị giảm một phần, khoảng 20-50% so với kế hoạch. Trong khi dự kiến tháng 1 năm 2023, lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 600.000 mét khối xăng dầu. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng 28 lượt cất cánh và hạ cánh mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2023 để có thể cung ứng thêm 56.000 vé máy bay cho hành khách. Với việc tăng 28 lượt cất hạ cánh mỗi ngày sẽ nâng tổng số vé tương đương với 5.600 ghế cung ứng mỗi ngày. Tổng số lượt cất hạ cánh tăng thêm cho cả giai đoạn là 280 lượt, tương ứng với 56.000 ghế cung ứng. Trên cơ sở số lượng cất hạ cánh tăng thêm, các hãng hàng không sẽ tính toán kế hoạch tăng chuyến bay để mở bán thêm vé máy bay cho hành khách có nhu cầu đi máy bay vào những ngày cận Tết và sau Tết. Tại cảng hàng không Nội Bài, các dịch vụ mặt đất, các quầy làm thủ tục, các điểm an ninh soi chiếu cũng đã sẵn sàng hoạt động 100% công suất, thậm chí tăng cường thêm nhân lực vật lực vào các giờ cao điểm để tránh ùn tắc, bảo đảm an ninh an toàn. Dự kiến trong ngày cao điểm nhất của Tết Quý Mão 2023, sân bay Nội Bài có thể sẽ đón hơn 100.000 lượt khách với khoảng 580 chuyến bay, trong đó gần 100 chuyến bay đêm. Cục Hàng không Việt Nam đã ra chỉ thị tất cả ngành hàng không dồn lực tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không, giảm tối đa chậm hủy chuyến, bảo đảm an ninh an toàn. Vừa qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp gỡ với hơn 150 doanh nghiệp tiêu biểu, các tổ chức quốc tế và Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Trong năm 2022 đầy khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng vẫn có bước phát triển vượt bậc so với mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP là 12,32%, đứng thứ 8 cả nước và đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng. Những kết quả đáng phấn khởi nói trên có sự đóng góp nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, các doanh nghiệp còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, chung tay góp sức cùng thành phố trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan, chăm lo các gia đình chính sách, bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, thành phố Hải Phòng biểu dương và trao bằng khen tặng 50 doanh nghiệp tiêu biểu và 2 tổ chức quốc tế có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật vào kết quả chung của thành phố Hải Phòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phát công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương của tỉnh sử dụng ngân sách dự phòng khẩn trương để mua lúa giống hỗ trợ người dân gieo xạ lại trong thời gian sớm nhất, khôi phục diện tích lúa đông xuân gieo xạ bị hư hại.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đợt mưa muộn kéo dài từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023 đã khiến hơn 4.000 hecta lúa vụ đông xuân vừa gieo xạ của nông dân thuộc thị xã Đông Hòa và huyện Tây Hòa bị thiệt hại nặng, trong khi lượng giống nông dân ngâm ủ để chuẩn bị xạ 260 hecta lúa cũng bị hư do ruộng ngập. Tính toán sơ bộ cho thấy, lúa giống mà nông dân Phú Yên mất trắng trong đợt mưa này lên đến hơn 630 tấn. Cái khó nhất hiện nay là lịch gieo xạ đã kết thúc vào ngày 10 tháng 1, nhưng nước trên sông Bánh Lái và sông Bản Thạch rút rất chậm. Trong khi đó, phần lớn diện tích lúa bị hư hại đều nằm dọc hai con sông này, nên trong 10 ngày nữa nếu nước không rút, nông dân không gieo xạ được thì sẽ bị chậm vụ nhiều ngày, ảnh hưởng lớn đến năng suất cuối vụ.